Thành phố Phúc Yên, cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Đây là trung tâm công nghệ, dịch vụ, du lịch, giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, xã hội, góp phần kết nối giao lưu phát triển kinh tế Vĩnh Phúc, tỉnh thành trên cả nước. Thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, Phúc Yên đang trở thành điểm sáng, thu hút đầu tư, vùng đất của các khu đô thị mới, khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng. Với phương châm nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành và phát huy nội lực, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 4, Đảng bộ và nhân dân thành phố Phúc Yên đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Để thực hiện được thắng lợi cái nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra thì thành phố Yên đã cùng với Đảng bộ chính quyền đã vượt qua khó khăn, trong đó là xây dựng một hệ thống cấp ủy Đảng trong sạch vững mạnh. Về phát triển kinh tế xã hội thì mặc dù khó khăn, đặc biệt là đối với những lĩnh vực là có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên thì với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền, của nhân dân và các doanh nghiệp thì kinh tế xã hội, đặc biệt là kinh tế trong nước cũng đã phát triển, hàng năm đều có tăng trưởng trên 70% một năm. Về thu ngân sách của địa bàn tỉnh của thành phố Phú Yên thì trong nửa nhiệm kỳ thì đã thu ngân sách được trên 14.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với nửa nhiệm kỳ 2010-2015. Bám sát chủ đề của đại hội, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng thành phố Phúc Yên trở thành đô thị loại 2. Thành ủy Phúc Yên đã tập trung lãnh đạo, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp và thu được những kết quả nổi bật. Tập trung vào một số cái nhiệm vụ. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ đảng viên về nội dung, về giá trị cốt lõi, về ý nghĩa của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là chúng tôi quán triệt trong đội ngũ cán bộ đảng viên, hội viên các cấp về các quy định nêu gương của Đảng. Trong đó tập trung vào quy định số 101 của Ban Bí thư, quy định 5 năm của Bộ Chính trị và quy định số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy Phúc Yên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy quản lý. Thứ ba, chúng tôi triển khai đẩy mạnh việc xây dựng các cái mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2021 cho đến năm 2023. Thế và trong năm 2023 thì chúng tôi đã xây dựng được 31 cái mô hình, trong đó có 16 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tế, trọng tâm là tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, đặc biệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 CT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ thành phố chú trọng công tác giao việc đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến rõ rệt, tăng cường kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm túc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên với nhân dân. Ban tổ chức thành ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ điều động và luân chuyển cán bộ ngang chức giữa các phòng ban thành phố là 30 đồng chí cán bộ, trong đó luân chuyển từ xã phường lên thành phố làm cán bộ chủ chốt là cũng được 2 đồng chí. Về xã phường và công tác tại các phòng ban, điều động 1 đồng chí ở xã phường về thành phố, 2 đồng chí từ xã phường sang xã phường khác. Việc luân chuyển của thành phố đã được nhận được sự đồng tình của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua việc luân chuyển thì một số đồng chí cán bộ đã phát huy được cái khả năng, cái trình độ của mình để đáp ứng được cái nguyện vọng và cùng với đoàn địa phương nơi mình được luân chuyển điều động đoàn kết phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sau nửa đầu nhiệm kỳ, thành phố cơ bản đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại. Cơ cấu kinh tế của thành phố cơ bản chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước nửa nhiệm kỳ đạt 14.211 tỷ đồng, tăng 10 lần so với nửa nhiệm kỳ 2015-2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 89,13%, thương mại dịch vụ 10,12%, nông nghiệp 0,74%, tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt hơn 61.000 tỷ đồng. Năm 2021 thì thu nội địa của chúng tôi đã vượt dự toán 31%. Năm 2022 là năm đầu tiên mà Ủy ban thành phố Phú Yên được giao tự cân đối ngân sách thì thu nội địa của chúng tôi là cũng vượt 32%. Năm 2023 trong cái bối cảnh là nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm cùng với những chính sách giãn hoãn thuế của nhà nước có hiệu lực trong những tháng cuối năm thì thu ngân sách của Phú Yên cũng đã được hơn 7.500 tỷ đồng và đạt 96,8% so với dự toán được giao. Công tác quản lý và điều hành chi ngân sách của chúng tôi thì cũng rất là khoa học và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của dự toán và các nhiệm vụ phát triển trên đầu tư trên địa bàn, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư công, an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế. Nhờ khai thác hiệu quả ưu điểm của vị trí địa lý, Phúc Yên đã bứt phá, trở thành thành phố công nghiệp trẻ, đồng thời làm tốt vai trò đầu tàu, kéo sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có các tập đoàn lớn như Toyota và Honda. Thành phố cũng tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm về phát triển giao thông, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện, nước, giáo dục, khu vui chơi giải trí. Các khu đô thị trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. Diện mạo đô thị thành phố Phúc Yên đến nay đã có nhiều thay đổi khởi sắc. Nhận thức đầy đủ cái vị trí lợi thế mà Phúc Yên có được thì trong thời gian vừa qua thì công tác lập quy hoạch đô thị đặc biệt quan trọng. Tỷ lệ phủ kín các cái đồ án quy hoạch của thành phố Phúc Yên đã cơ bản được phủ kín trên 80% với 4 cái đồ án phân khu và 13 cái đồ án quy hoạch chỉnh trang. Bên cạnh đó là còn những cái đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án thành phần của các khu thị. Đấy, cũng góp phần để nâng cao cái công tác quy hoạch của thành phố cũng như là cái việc mà triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng trong theo nghị quyết 09 của tỉnh ủy phát triển Phú Yên đến 2045. Quá trình đô thị hóa của Phúc Yên diễn ra mạnh mẽ, sự ra đời những khu đô thị mới như khu đô thị Đồng Sơn, khu đô thị Hùng Vương, Tiền Châu, khu đô thị TMS Land Hùng Vương, khu đô thị Nam Phúc Yên, khu đô thị Đầm Diệu không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống người dân mà còn phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cũng được Ủy ban tỉnh, các sở ban ngành và cũng đặc biệt là thành phố Phú Yên rất là tạo điều kiện trong cái việc một là hoàn thành các cái thủ tục về pháp lý. Ngoài ra thì thành phố Phú Yên cũng hỗ trợ công ty trong cái công tác để quản lý xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo cái quy hoạch chung, đặc biệt là cái công tác mà quản lý xây dựng về các cái công trình nhà ở của người dân để theo vừa là theo quy hoạch 1/500 được duyệt nhưng cũng vừa phù hợp với kết nối chung của cả cảnh quan của thành phố. Xác định phát triển công nghiệp dịch vụ là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hoàn thiện khung hạ tầng kỹ thuật, tạo sự kết nối với các vùng lân cận. Môi trường thân thiện, thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, hướng tới phát triển công nghiệp, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng thành phố Phúc Yên trở thành đô thị văn minh hiện đại. Cùng với những bước tiến đột phá về công nghiệp, sản xuất nông nghiệp những năm qua cũng có bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng định hướng phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nông dân địa phương. Đặc biệt, nhờ tăng cường đầu tư tái cơ cấu cây trồng, Phúc Yên đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP, tạo được vị thế nhất định trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Nguyệt Ánh là một công ty đóng trên địa bàn thành phố Phúc Yên và là một đơn vị trực tiếp sản xuất thiết bị nội thất
trong cái giai đoạn Covid ảnh hưởng như vậy thì rất nhiều các doanh nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động. Nhưng mà đối với công ty Nguyễn Ánh nói riêng thì Nguyễn Ánh từng bước vượt qua và vẫn duy trì đảm bảo cái hoạt động sản xuất. Trước tiên là ghi nhận công lao đóng góp của toàn bộ hệ thống ban lãnh đạo công ty cũng như cán bộ nhân viên công ty, thì còn cái sự đóng góp rất to lớn, rất sâu sắc nữa của chính quyền địa phương, chính quyền các cấp cũng như các sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như Ủy ban dân thành phố Phúc Yên. Lúc bây giờ thì cái cuộc sống của công ty thì cũng khó khăn về kinh tế để mà mình xây dựng. Thế nhưng mà về sau thì chúng tôi cố gắng phấn đấu bằng mọi giá để vượt lên chính mình. Thì cũng là nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính quyền và nhờ ơn các cái đoàn thể của thành phố Phú Yên cũng như là của tỉnh Phúc và của phường Phúc Thắng, là các anh rất quan tâm, các cái cơ quan của nhà nước là quan tâm tới các doanh nghiệp vô cùng. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng cố gắng rất nhiều. Càng cố gắng thì chúng tôi lại càng như vậy là phát triển được. Do vậy mà chúng tôi cũng rất là yêu quê hương. Cái quê hương của mình là Chùm Khế Ngọt. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Phúc Yên tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí để bức tranh nông thôn thực sự bừng sáng tại địa phương. Từ đó, dần thu hẹp khoảng cách thu nhập, mức sống của người dân các xã, phường trên địa bàn thành phố. Song song với đó, Phúc Yên còn quan tâm đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Công tác an sinh xã hội thì trong năm thì các ban ngành đoàn thể cũng như nhân dân đã tập trung thực hiện tốt các cái việc cấp phát quà Tết các cái đối tượng chính sách, trong đó thì đã chủ động vận động xây dựng các cái quỹ an sinh xã hội, các hoạt động ví dụ như hội phụ nữ thì tiếp tục phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Hội câu lạc bộ lão bà trong tặng cháo sữa miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đoàn thanh niên phường thì cũng đã phát động phong trào vào dịp hè là rửa xe gây quỹ từ thiện với số tiền vận động được là gần 10 triệu đồng, trao tặng tới những em học sinh có gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn phường, và tổ chức các cái hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động khác làm nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa bàn phường Hùng Vương và thành phố Phúc Yên. Thành phố Phúc Yên được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tự nhiên với những đồi, núi, hồ nước, thung lũng tươi đẹp. Tận dụng lợi thế cùng cơ chế mở, nhiều doanh nghiệp đã khai thác, đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, sinh thái, giải trí, tâm linh. Đặc biệt, những năm gần đây, các cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp như Flamingo Đại Lải Resort, Paradise Đại Lải Resort, Đảo Ngọc, Sun Golf Đại Lải đã thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Cùng với sự gia tăng lượng lớn lượng khách trên Phúc Yên đã kéo theo chất thải từ hoạt động du lịch ngày một tăng nhanh. Do đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, ngành đặc biệt chú trọng và triển khai nhiều giải pháp để cải tạo cảnh quan, khí hậu và hướng đến xây dựng nền du lịch xanh, bền vững. Việc thu gom rác thải trên địa bàn thành phố cũng được thực hiện rất là đồng bộ. Thông qua công ty môi trường đô thị, thì đối với khu vực đô thị cũng đã được xử lý rác thải đến 99%. Và đối với khu vực nông thôn cũng được thu gom đồng bộ đạt 90%, và hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố cũng đều là những tuyến đường xanh sạch đẹp. Công tác cải cách hành chính đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên triển khai đồng bộ, qua đó đảm bảo sự công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các phòng ban trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hệ thống y tế cơ sở được nâng cấp, phát huy hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện, quản lý nhà nước về y tế tăng cường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Giáo dục được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Phúc Yên tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển hệ thống trường lớp, củng cố đội ngũ giáo viên, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoàn thành lễ giao nhận quân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phải nói 20 năm tái lập đến nay thì Phúc Yên rất nhiều thay đổi.
từ một thị trấn nhỏ với 7 đơn vị hành chính khi tái lập. Hiện nay Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính. Và tất cả những cái nội dung liên quan đến phát triển đô thị khi mà người ta đến với Phúc Yên thì đều đánh giá là Phúc Yên phát triển nhanh, đặc biệt về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và các cái công trình điểm nhấn đô thị. Thì để cho cái việc mà phát triển Phúc Yên theo đúng định hướng của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là theo cái đề án 09 được Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua, thì Phúc Yên phải có những cái giải pháp cụ thể trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ. Thì chúng tôi tiếp tục rà soát các cái quy hoạch hiện có, đôn đốc các chủ đầu tư, các dự án đô thị, các dự án nhà ở hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác sử dụng. Cái thứ ba nữa là hoàn chỉnh cái quy hoạch chung đô thị Phúc Yên đến 2030, tầm nhìn 2045. Đấy là cái cơ sở để hoàn thiện các cái quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất tiếp theo và triển khai trong thời gian tới. Những thành tựu Phúc Yên đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng, tự hào, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền, dân và dân trong thành phố vững bước trên đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.